Bắt đầu nào. Bao gồm có những cái gì nhờ chị Phi nhờ? Chị Phi giới thiệu cho các bạn xem là những gì nhá. Một đôi dép, một cái túi, một cái gương. Này là màu chủ đạo là màu gì nhỉ? Chị Phi nhỉ? Màu xanh. Và bây giờ mình sẽ đi đôi này nha. Đúng rồi, đẹp quá. Đợi em lại nhỉ. Và đôi này rất là đẹp. Và mình sẽ mở cái túi này ra nha. Đôi giày đẹp quá. Túi này có một cái này. Mình sẽ bỏ cái này. Và đây mình sẽ nắp bỏ ra. Tất cả các đồ vào trong túi kia à? Em không biết. Em mình ném luôn cái bàn ạ. Ra đây chị đi. Ui. Chơi chị Vi xinh quá. Cá xuống nè. Chú Hồng ơi, đôi này cá cho em sứa nha. Em sứa lớn lên cá cho em sứa. Chú Hồng ơi, cái này cá lớn lên cá vâng, cho em. Vâng ạ. Em sứa ơi, lớn nhanh rồi chị Vi cho đi. Chân đẹp này, dép đẹp này. Chị cá cho cái váy nữa nha.
Đây, mình đã vỡ hết vào trong cái túi sách rồi. Túi sách này là chữ là gì nhỉ? Beautiful à? Túi xinh đẹp à? Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ qua thử xem cái gọi này nha. Rồi. Đây, ở đây có một bạn rất là đẹp không nào? Rồi. Bạn ấy tên là gì nhỉ? Mình cũng không biết bạn này tên là gì. Không phải Elsa đâu vì mặc váy hồng. Đúng rồi nha. Còn mặt sau các bạn nhìn này. Đâu nhỉ? Quay mặt sau nè. Đúng rồi, mặt sau là có ai nhiều nhỉ? Mặt sau có ai nhiều nhỉ? Chị Vi nhỉ? Sau thì có con... Con lật lên, lật nghiêng thẳng lên để các bạn xem cùng con... đúng không? Vì mình không biết. Và đây là Anna, và đây là Cha, và đây là Elsa. Elsa xinh đẹp nha. Nha, còn đây là người tuyết. Người tuyết đang cưới con gì đây ạ? Nhờ, đây còn là cái chữ Forgen. Chữ phai đi. Đây là hàng chữ này. Away Fashion. Còn đây là Elsa và Anna. Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta cũng xem cái má là số mấy nha. Má là số mấy nhờ? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ thử đi bên này. Em muốn vừa đi lại. Chị Vi không vừa rồi. Còn mình sẽ chạy em dứa. Rồi, bye bye các bạn nhá. Và video đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau. Bye bye. Bye bye.